Trời. Ê, được không? Trời. Được không? Được. Như vậy. Anh Lộc, khoan nghe anh Thu ơi. Lộc lên đi. Lộc lên. Trời. Không. Bố gái. Không. Tôi chào tất cả mọi chú chị bạn đang chơi Nguyễn Phúc mình đây nè. Hello, xin chào mừng quý thầy của chú anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sông Mai Lóc nha nha. Vâng, chào cả nhà quay lại kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thì hôm nay cũng có mặt ba đứa. Thì lập cũ ba đứa để cắt cánh bay hay gì. Bay. Mẹ cũng lén ghê lắm. Thì cả nhà thì như cả nhà chưa biết hôm trước thì con Phúc đến cả nhà đã biết thì cái đứa nhỏ nó nhỏ nào? Đứa nhỏ mà ở trên ngôi mộ không? Cái mộ mà của bà phụ nữ bị quỷ nhập đó. Hai cái bông nó chơi hả? Ừ, nhưng mà có một bông nó về đến đây. Vậy luôn hả? Đúng rồi. Mình biết chưa mà. Ừ, nhưng mà lên vậy đây mà đặc biệt gì nè. Khi mà không biết hỏi biết sẽ có thấy giống vậy không, giống như đeo cái người phụ nữ đó. Đeo trên lưng giống như mẹ con vậy đó. Người phụ nữ xuất hiện rồi. Hai cái bông nữ, hai bông con nhỏ, một bông đứa bé áo vàng là sau lưng vẫn còn chảnh chảnh hả? Giờ đây có một bông màu hả? Giờ đây luôn hai bông hay một bông? Một hoặc thấy cái màu mà đúng không, mình thấy cái màu. Thì cả nhà được, con không có biết như thế nào nhưng mà dường như á, em biết đi, khi mà cái vong nữ này xuất hiện nhưng mà không có điện, nhưng mà cái vong đứa bé này xuất hiện ở đâu là có chuyện lớn đó. Đó là mình bữa đó Phúc chôn Phúc còn ở đâu không? Còn mặt không? Mà nếu mà không kịp là chắc thể là lập tính là đâu có nghĩ đâu nó bị vậy đâu. Tại đó rồi, hồi đó giờ đâu có trường hợp mà khi nào mà thấy mà bị nó chôn không? Chứ là có tôi quay mọi người. Thì đúng đó, cả nhà thì đọc không có nghĩ là cái trường hợp nó xảy ra. Tại từ trước tới nay cả nhà tụi con đi quay chưa bao giờ gặp cái trường hợp mà giống như nó muốn chôn người ta, giống như là nó muốn giết cái người đó không được luôn. Thì cái nhà thì nói chung thì nơi đây thì Tú cũng lên xuống cũng là thường đi quay chung, nên cái vấn đề ở đây thì thật sự mình không có nắm được. Thì ông cậu ông đôi với Phúc thì hai người ở đây thì chắc chắn là sẽ biết được cái cốt truyện như thế nào. Thì cái vong này giống như là nó xuất hiện ở nhà cái bà già già mày nghe kể nói nhiều phải không, bà già ở xưa nhà của bà mày đó à, biết. Thì bà nói chung bà đi tới lui đây nè, cái xóm này bà quậy rất là nhiều từ đó giờ rồi, không phải mới đây mấy chục năm mà đâu phải mới đây nữa. Cái thời mà ông Sáu mở nhà này lặng, nhưng mà sau đó là bị chủ nhà đuổi đi, nhưng mà ông nói nó đi là nó không ở ngay vị trí đó, nhưng mà đi vòng vòng sớm rất nhiều, đừng nên cho che em ra đường, cũng như là đừng để cho cái hạng nít đồ nó đi buổi chiều vậy đó. Nhưng mà thằng đây á, thì khi mà cái bụi tre nó bị phá, nó lên bụi tre ở bụi tre này nè, bụi tre bị phá rồi sau đó nó về ở chỗ cái Trâm á, ở cái Trâm không có bông á, trên Trâm kia bắn bông á. Thì
nó về bụi tre nó ở cả nhà, ê nó về cây chăm nó ở, và nó cũng đã vô nhà, từng vô nhà luôn, nó vô nhà được luôn, vô nhà nhưng mà lúc đó là chưa có thờ Phật, lúc đó chưa có thờ Phật, thành ra thì nó vô mới vô được, rồi nó cho vợ Lộc thấy luôn, mà Liên Lộc thì chưa có thấy, tại vì giống như là hay là chọc Lộc chưa nói đây, Lộc chưa thấy là chưa thấy nó trong nhà, ở ngoài thấy nó rồi nhưng mà không có thấy nó ở trong nhà. Vô nhà chưa thấy ha, nó vô nhà nhưng mà dạng là Út mà thấy thôi, chưa gặp, vô gặp nhưng mà ở ngoài thấy nó rồi, và thậm chí thấy nhiều lần khi quay phút về đêm. Hôm nay trời cũng khá là khuya cả nhà, thì vừa như là cái vong này xuất hiện ở nơi đây là khoảng tầm 1 giờ đến 2 giờ sáng không à, giờ này tụi con quay cũng khá là khuya rồi, nhưng mà tại vì cái vùng con thì ở khu đây cả nhà thấy đèn là đèn đường, thì tụi con cũng không biết như nào, nhưng hôm nay mình lên đây đó ba đứa, tại hôm đó là bị Phúc bị chôn, tại thường mới đêm ở đây không ai dám đến đâu, không ai dám đến, thì có mình ba đứa thì mình muốn cho như là Tú nè chia sẻ cả nhà về cái vấn đề ở đây, đúng cũng như là cho thấy hương linh ở đây như thế nào, tại lâu lâu mưa có Tú trôi trôi lên tới đây, trời mới trôi lên tới đây rồi quá xà trôi tới tầm số nói chứ, tại lâu nói chung ba người nó quay chơi mình. Con thì nói chung cái vấn đề ở đây thì sẽ từ từ mình muốn biết nó rõ nguồn gốc cũng như biết hết thì vấn đề ở đây, nhưng mà có điều ở đây á là tại sao cái bông nhỏ về đây về về chẳng lẽ theo tao sao, có khả năng không, không biết, nó tùy theo thôi, tùy theo lúc bông nào nó hợp với mình thôi, nhưng mà tại mà cái bông chắc con nghĩ là cái bông mà theo về đây chắc là cái phần bông mà nhập vô tại vì nó hợp, nó hạp rồi nó nhập, nhưng mà ngộ nó nhập được rồi nó theo, nhưng mà vậy mà tại sao nó đeo theo lưng của người phụ nữ, nó sau lưng á thấy nó lùng tè à, mà lúc mình đứng dậy thấy nó, mình quay dậy nó thấy nó cao đúng không, lúc ở đây thì thấy nó đi lùng tè à, giống như là mà cái vấn đề thắc mắc ở đây là cái người phụ nữ với nó có liên kết gì hoặc không có liên quan gì nhau, hai đứa nhỏ này mình biết gần mà đúng không, hay hoặc là cứ sao đôi khi là hai đứa nhỏ này kiểu như là nó chết là lúc còn nhỏ, nhưng mà khi mà chết đến giờ hẳn còn nhỏ như vậy, nó thấy gì cũng bụng con lớn giống như nó theo để có người che chở hay thế nào đó, nó mình biết sao, nhưng mà nó như nó chung là nít nè, nó bị như là không có cha không có mẹ ai tốt mình theo người đó cũng có thể vậy, nhưng mà vấn đề tại sao nó biết ở đây mà nó về á, kiểu như đôi khi nó theo ông rồi nó ở ngang, đi ngang đây nó thấy hoặc thế nào đó vũ dây với nhau luôn, như là nó thế này như giống nhau nít nít gặp người lớn, như mà nếu mà cái vong này tại vì vong này là thành quỷ rồi, đâu phải là ma thường nữa, cái vong người phụ nữ này là thành quỷ với cả nhà, tại vì cái vong này ở đây mấy chục năm rồi, nhưng mà mình nói ở đây mấy chục năm nhưng mà có thể họ ở đây cả trăm hoặc hơn hay thế nữa, cái khu nhà Lộc ở ngày xưa là cái khu của người trăm á, hồi đó mình đây là người trăm ở trong đó, người trăm thì bên đạo hồi á, thì ở đây trung sống người trăm người Việt lộn xộn rồi, ngày xưa mọi giờ người trăm đi hết rồi, người trăm về dùng cho đốc mà hết rồi, là cả nhà thì anh thấy đồ không, không biết có coi không, đồ là đồ của một cái người trăm, mặc đồ đầm mà mặc áo lửng lửng, nhìn là không, nhìn cái là cái đầu hình rồng hay giống hình không phải người Khmer khác, bộ đồ trắng cái như sao ta mình người biết người trăm của người ngoài châu đốc á, người trăm đầm, người ta mặc cái áo này cái áo nó có dài xuống dài xuống nữ biết người trăm liền còn biết đâu, mà thường trăm là người trăm ta che mặt, còn cái người phụ nữ này thì không có che, nhưng mà cái mặt hai cái mắt lộ ra, cho tôi quấn chùm nha, chùm lại được, chùm lại đó, người Hồi giáo đó, người Hồi giáo đó, cái dâm này là không có chỉnh đầu, đưa lưỡi dài cái lưỡi dài cái thước vậy, hàng hai con mắt lồi vậy, đỏ mà lúc đỏ lúc trắng, cái đen mắt á, hôm gần đây mà nó nó móc hai mắt đưa ghê móc rồi lúc đầu là nó móc một con mắt, là lúc hết hồn mà họ nó móc luôn một con nữa, mà nó đưa vậy nè là tưởng nó gì, tưởng cái gì mà nhìn lại là mất tiêu rồi, trong con mắt nó lại mất rồi, rồi thấy nó cầm trên tay cái gì cái sâu hổm vô vậy nè, rồi hết đưa hai con gì mà cái lưỡi nó dài cái thước vậy, cái lưỡi dài nếu mà nói mừng là sẽ quăng ngang đây là cần cái thước, mà nhìn đây là ba gan biết là người đó là người chăm liền, mặc đồ nên nó biết người chăm rồi. Thì cả nhà ơi, thì tụi con sẽ xin mời cả nhà thì sẽ đến đây. Hôm nay cũng trời quá khuya, mình để xem coi chúng ta sẽ tìm hiểu được những gì, okay. Có thể quay được những gì đây nha cả nhà. Nhưng mà cả nhà đi chung với mấy anh em con nghe cả nhà. Vô.
có đốt thuốc hả? À, ở đây đốt đốt nhang xin đốt thẳng ra đi, đốt mà mặt đi xin trước đi, anh ta quay rồi là bởi vì sao mày xin trước. Cái nhà hôm đó nó đứng đây mà đứng ở đây nè, tao đi cho mày coi, đứng như nè, nó móc mắt ra luôn, móc ra đuôi, móc hai con đưa luôn. Bữa nay mà nó cắt lưỡi đưa luôn, tao mới sợ chứ. Không, cả nhà biết rồi, giống như là họ bằng quỷ, họ làm gì gì cũng cũng được chứ. Mình không thể nào mà hôm đó thì con đây không biết, thì con có thể nghĩa là mình thử thôi. Tại mình không biết cái bông nhà, cả nhà thấy không, giờ cách thấy họ trước mắt thì gần lắm. Nhưng khi mình muốn tác động họ không gì cứng được, không làm được. Không cần đi chơi. Ở đây thì thấy họ đó. Hôm nay là có tôi lại khi xuất hiện đó. Tôi đi đường mới nhớ nè. Gì hết nè. Gì chạy cái rồi nè. Gì? Đất thôi. Có gì cái dù đó nữa. Cái nào? Nó quẹt nè. Nó đốt cái cọng, đặt nhiều thêm cọng lên. Gì trời? Quý từ ở bên đó gì á. Gì gớt vậy ta? Có phật phật lên đây hả? Cái gì gớt? Đâu góc nào? Đâu cái gì? Góc nào? Cái tôi lưu gọng đi, lưu gọng đi, lưu gọng đi. Lưu gọng đi. Cóc hả? Cóc đâu có gì đâu á. Cóc nào mà bật 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 bật. Em cầm một đồ cúng nè. Nhìn gì vậy? Nhìn gì vậy trời? Có ở đâu vậy nhìn? Đâu có. Ngồi đây nữa nè. Ừ, cánh cây đó. Có bị gì hoài á? Chỉ cho chó hoài á. Chỉ hoài. Anh chỉ hoài. Mình nghĩ chỉ ra nghe. Nếu mà không linh. Cái gì? Cái nhánh cây bay mất tiêu rồi. Đâu? Cái nhánh kia của ba cái dẻo đó đó. Quên cái dài thòng này nè, tôi thấy ba cái dẻo bên đó đó. Tôi có thấy đâu trời. Khoan để cầu cái. Chúng tôi được nhìn thấy không linh. Ở trên cây đó đó. Quái. Cái nào? Trên cây đó nó rớt xuống đó. Cái đó hả? Em thấy bụp em kêu anh mà. Xíu nữa trời. Nãy nhìn thấy cái cục cây trắng trắng đó, mình cứ vậy nhìn kỹ thì không biết là gì. Xa quá. Mà tối nó xuống đầu luôn. Đúng nước bị luôn. Ở đây là vậy đó, cái đi. Nói chung là cái gì? Cậu em cầm máy đi, cầm máy cho cả nhà xem, chạy mình cầm máy mình mới thấy được rõ hết. Mưa đá hả? Bình bình kia. Nếu mà chị mà vung linh ở đây á, linh thiên thì hãy hiện ra cũng như là cho chúng tôi biết là bên có hiện tại là có đang ở đây hay không. Ôi, ui. Sao nghĩ? Trên đó thì trời, trên đó có súng. Mày nghe nó nguy hiểm đâu mày.
đồ đông cối. Lấy nó không bà Hồng Tư. Tán nguyên cục đá nó dò thôi đó. Đây nè, đi con nổi luôn, phút viên cục nữa. Ở đâu rồi? Ở đây luôn nè. Luôn rồi. Sao không thấy, không thấy cái bông nó xuất hiện đâu. Cái đó mà trúng một cái. Ừ. Đi luôn. Em đốt cái nữa đi. Cầm cái máy, em đốt cái nữa đi. Đúng rồi. Bữa đó Phúc bị chôn ở đây mà tao hỏi không kịp rồi tao không biết sao luôn á. Không có nghĩ là có cái việc đó xảy ra luôn á. Từ trước đến giờ đâu có việc đó. Ê, cẩn thận. Cái đi cười phải không? Cái đi cười. Cái đi cười quá. Cái đi cười nè. Sao mà thường phải thấy cái vòng đó ở ngoài đó mà giờ không thấy luôn ta. Trời trời trời. Đâu vậy? Ê. Kè. Thấy chưa, phải cái vòng gì đó không? Đúng rồi. Này cả nhà. Cái đầu đứa bé nè. Nè, nhắm tới rồi. Này, nhắm tới đi, để em đi với tủ tới đi. Được kìa, cả nhà. Tới nữa rồi, tới sát luôn rồi. Tới sát luôn rồi, tôi đi tới luôn nè. Khoan tình, từ Phú ơi, chừng nghe tôi. Cả nhà thấy không? Ở giữa kè cây đó. Ê! Ủa ai đem cái chung đàn cày lên để trên cái cây đó kìa. Kìa. Phải không? Cày không? Ừ, chung cày gì nữa? Cái gì? Trời. Được không? Trời. Được không? Được không? Đấy. Khoan rồi, để tao để cái máy xuống. Trời. Cày đi. Xuống đi. Rồi. Sao mà kỳ vậy? Được không? Là thằng em. Sao mà hay vậy? Bỏ góc nào đi, để góc nào đi. Cả nhà. Ủa. Nhang. Nhang tắt hết rồi. Sao cái cục tắt cái này? Nhổ được nhổ được mẹ đi. Mình người qua cây đó. Ủa sao có lá không đó nữa? Đâm vô vậy. Thấp lại rồi đấy. Thấp lại rồi cầm chín cây đó cầu luôn thử coi. Gì? Kè. Đây nè, cho thấy nè Tú. Người đàn bà mà đứa trẻ nữa kìa. Ủa thấy gõ luôn á.
Hái thấy gõ lắm. Bây giờ tôi đứng gần nha. Đi đi, cứ đi. Em cầm đây đi với Tú kìa. Đây đây. Gắn hàng gắn lấy gốc này cầm chắc nha. Cắt máy rồi gõ. Được không? Nè nè. Ê, trời trời. Được không? Trời. Cái tay đau quá. Nó giận. Ây da. Bây giờ nó đang giữ nó được. Không có điều khiển được. Nè. Cắm mày nhàng xuống đất đi Tú ơi. Cắm đầu xuống đi. Đi rồi đây cắm cái nhà ngay chỗ này nó đứng đi. Thấy chỗ đứng thôi. Em có sao không? Lại đây nè. Ở đây này hổ. Hai đứng chạy. Rồi có lúc cái này cháy luôn không? Tắt rồi. Tắt hết rồi. Gì tập? Gì? Nghe tiếng bên trong không? Tiếng gì đó. Ừ, cắm ngay chỗ đứng 9 cây. Nếu mà bông hồn mà chưa đi, chưa đi, chưa đi, chưa đi. Cầm máy vào vô. Kìa. Thấy gì không? Giống như nó đang móc con mắt nó ra, thấy không? Chậm thôi nè, ở đây zoom vô nè, chậm thôi nè. Thấy gõ luôn á. Trời. Đứng yên coi làm gì, khoan, mình không cần đến dội đâu. Thì ở đây mình đứng từ xa cho cả nhà xem thôi. Nó móc mắt kìa, thấy gõ hàng không thú. Kìa, nó đưa ra kìa. Nó quắt vô nè. Nó kêu lấy con mắt đó đó. Kìa. Thấy chưa? Mà trước giờ chưa từng thấy cái trường hợp nào vậy hết. Cứ đứng yên đi. Kìa, nó móc mắt còn lại luôn kìa. Thấy không? Nó móc hai mắt luôn, thấy không? Một mà một cái à? Hai đầu mọc sao vậy? Thì hai cái đầu phải, hai đầu nó với cái đầu kia nữa. Hai cái đầu nữa là ba cái luôn. Hai đầu nữa. Dạ. Ba đầu luôn á. Cái gì? Ơi, ơi, trời. Nắm lại. Tiếp em với lọc. Chết bà người sao đi. Ấy da. Tiếp em. Gì vậy? Cái chỗ này luôn, nắm cái chỗ này luôn rồi. Nắm tao đi vô. Tao bị một lần ấy gian chỗ này luôn á. Cũng vậy đó. Nó lâu lâu vô vậy đó. Hút cũng bị luôn.
Thằng Phát cũng bình té đây luôn rồi nè. Chiếc dài đâu rồi chợ? Rồi. Lọc, chiếc dài đâu rồi? À đây nè, đây nè. Đi đi. Ừ. Ê. Đây ừ. Này làm cái máy. Có sao không Tú? Bị ngay gan, sao mày ngay gan vô tao luôn á? Đã đứng đây nắm tình nghị bay vô thôi. Nhưng mà hơi mắc thở tại tại thì gan luôn á. Căng thẳng đó nha. Cái gì vậy? Chậm chậm. Cái gì vậy trời? Ôi, ôi, ôi. Gì vậy? Nén thôi. Ôi, trời trời trời. Chúng có không vậy? Không, không, không. Mà cái gì nó quay. Căng thẳng mấy đứa. Trời 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 trời. Giờ này khoảng chừng 1 mấy 2 giờ đi mà cả nhà. Wow, dường như là cái ở đây chỉ có giờ này thôi. Họ mới đồng hành vậy thôi. Không có thấy. Trời. Cầm bút, cầm máy, bút ơi. Ba 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 này em không biết đường. Lên lên lên. Chết rồi. Cái gì vậy? Bóp họng cái gì vậy? Bóp cổ cái gì vậy? Hai cái nhỏ. Không may chỗ này nữa ha. Hai chó nó bóp. Ngồi vị trí gì luôn á. Không thể nổi được. Bỏ cái nóng lên làm gì đó. Không bị gì coi. Cái tay con này bị đau chứ. Chơi. Nở kìa, nở kìa. Tức quá tê. Đứa nhỏ đi dài đâu rồi. Không thấy nữa. Giờ anh đi vô vô đi. Anh đi Tú đi. Đừng tay. Đừng nhảy nhảy bắt tay rồi. Rồi, cắn lại anh, cắn thẳng. Một con lưỡi luôn kìa. Đưa lưỡi. Thấy gì chưa? Căng thẳng anh ơi. Ui. Căng thẳng anh ơi. Gì vậy chạy? Ơi. Đi đâu trời? Tôi nói chi vậy?
Chỉ em làm gì trời? Anh tắt đèn hả? Hạ đèn bớt. Ý là hạ đèn bớt. Lấy máy cho mẹ mới đọc. Nè nè Lộc ơi, nhánh này gai không à. Nè nè cầm máy tiếp em coi. Đâu rồi? Đi qua đây nè, qua đâu đâu. Cái nhánh này đâu gai trời. Con vô cổ kiến gì quá cắn luôn. Trời ơi. Trời ơi, đứt. Con nhà cổ kiến à. Dạ. Trời 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 trời. Em ơi. Sao này có này đây đây. Dạ. Nguyên rồi. Dạ. Nó gài mình trời. Kìa, thấy gì không? Đạp chết chết luôn quá. Nguyên nữ nha mấy trai. Cái này mà quên quên, không thấy đạp chết chết luôn. Để đâu đi? Để đây đi. Đang giữ luôn. Đá chứ. Gì vậy? Cái tay nó đau. Không có sao. Cái gì? Cái chung à, cái chung, chung không? Chung, chung, chung đèn. Thấy chưa? Nó móc mắt đưa rõ ràng, không phải thường đâu. Bữa nay bên, ấy, sao nãy anh nói giỡn thôi mà. Nó có khi nào bữa nay nó đưa lử mình lử không rõ ràng đưa lử luôn. Nhiều khi họ biết nó nghe thật sự cả nhà. Như là họ không có thể nói nhưng mà họ nghe thì họ chẳng nghe. Mà nói chung là mình nói chuyện là hình như là cái là này bạn muốn nghe. Ừ. Và không muốn kiểu như là hợp tác như thế nào đó để mình giúp. Dạ thôi thôi. Cái gì vậy? 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 Không biết. À, giờ nó ngứa nhau chứ nó cũng ngứa lập nhau nhé. Nó ngứa lập nhau nhé. Ơ trời 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 trời. Ôi cha, ôi trời, đâu vậy? Cái đó nó xuống anh ơi. Cái này họ chỉ dọ thôi. Chứ mà nếu mà thật sự mà họ muốn mà. Nhưng mà bữa đó là chôn phút rồi. Cái sự mà gọi là mình chôn thiệt luôn rồi. Ừ, thật sự. Cái nhà nghĩ ra sao mà ở đây mà. Đàn cổ ghê, nãy có giống như cái bốn cái tay siết chặt cái gần cổ, thở không được. Thì nãy lúc mà tôi lo, cái tay tôi giống như nó bị nó làm thế nào đó, không biết. Sợ nhiều khi nắm tay mày hả? Ừ, giỡn đau, chứ mày tôi khớp rồi nè. Đỡ chưa? Ê, trời. Ê, ê, ôi, 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 căng thẳng nha, anh em cầm giùm em. Gì vậy? Anh Lộc. Ba ngàn thôi. Lộc lên, Lộc lên đi. Lộc Lộc lên. Lộc Lộc lên. Qua kia, qua kia, qua kia, qua kia, qua kia. Tao đang cúp cổ kìa. Sao có sao còn không? Có sao không anh? Đây không biết. Thấy gì không? Ừ. Cảm giác có rất là nhiều cái tay. Mà bốn người cổ. Bây giờ bây giờ xuất hiện hình như cái mũ vong nhỏ này hình như là sau lưng bả có hai cái đầu nó hai cái đứa nhất là hai đứa nhất đó đó là hôm trước là chỉ một đứa không ấy. Có khi nào cái vong mà mình thấy xuất hiện ở trên đó luôn là bả không? Không, không phải
chim tinh quà mà rằng ngóng. Ừ đúng không Phúc? Mà nói chung ôi Phúc sao tiêu trời thôi phải mày. Ủa Phúc thôi thôi Phúc Phúc quỷ nhỏ này chơi răng áo đi lên trời. Thôi Phúc ơi Phúc. Sao mà thằng này chuyên gia nó nhớ nó lặng vào đó mắt này. Thôi ê đúng đó, đúng đó kìa, đúng đó kìa. Ê Long ơi, đi vậy nó kéo vô cây nè. Đâu rồi, đâu rồi? Đi cái bầm đó. Thấy, 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 thấy. Trong cái cây này nè. Ở trong cây đó. Đúng rồi. Dạ. Phong, Phong. Vậy. Trời, kìa ngoài kia, khúc ngoài kia kìa. Khúc ngoài kia á. Chết rồi. Không biết nữa. Trời trời trời, nó đưa cái gì kìa. Thấy thấy thấy. Ê, nó móc cái trái tim của nó kìa. Gà luôn, gà luôn hay sao? Ai ơi, ai ơi. Bị gì vậy? Tôi cái bập cái gì vậy? Rồi, hình như là cái tuấn nghe cái cây gì vậy? Tuấn kêu luôn không mày? Không sao, không sao. Không sao, không sao. Trời. Phúc à. Ôi. Ừ. Nó ăn kìa. Ấy cha 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 cha. Rồi, rồi, rồi. 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 Trời. Nó lợn đó. Cái gì vậy? Chạy nhanh với trời. Phúc ơi. Phúc ơi. Ôi, tớ này là hai đứa nhỏ nó mới giữ vậy đó. Chứ những cái bông khác không có đâu. Ba đứa nhỏ này nó giống như đùa giỡn với mình vậy cả nhà. Phúc. Nghe nghe cái tiếng, nghe tiếng không biết đâu nè cả nhà. À, đi đâu vậy, thấy gì không? Không có được, đừng có ngoài chạy.
Sao giờ trời? Mới thấy nó chụp đó mà không kịp đó. Có cái máy này nó nguyên cái dàn máy nó tắt hết trơn luôn nè. Tắt nguồn luôn. Sao kỳ vậy? Cái máy mẹ tắt luôn. Không hiểu nổi luôn. Trời trời. Mới nó bị nhập cái gì rồi? Nó nhập nó ăn cái này. Ăn ba cái xịn á. Mà lại nắm được nó rồi mạnh mạnh quá. Bây giờ nè. Ủa nhang nào nhang nãy rồi. Nhang rồi. Bỏ cái góc cây kia đi. Khi nào? Gì trời? Gì trời? Quay vậy? Trời. Khúc. Trời ông nhỏ này trời. Trời trời đâu vậy? Chưa. Sao Phúc? Em sao rồi? Khổ thiệt trời. Nước ra trời, ông sao mà sao rồi, ổn không? Sao không có sao? Nghỉ, tớ nghỉ. Khổ thiệt trời. Anh thấy sao mình rồi, được không? Không mấy gì đi. Không mấy gì hả? Bằng nào ra đây Phúc cũng bị nhiều quá chứ. Mà không hiểu tại sao á. Dạm như nhắm về Phúc á. Ừ, thằng này nó hoài luôn. Ổn không? Không, không, không? Không dám đi nè, đi rồi bỏ ảnh đây rồi sao đi? Sao đâu? Không được, không được. Bây giờ đi đẳng. Sao nhà nè. Không được con người. Thì đó. Bây giờ hiện đang nhắm vào Phúc hay sao á? Thì đó. Dạ, nó có ngồi đi nè. Cái nhà thấy nè. Bây giờ ngồi đây. Ta gặp máy nó đi ngoài ơi, được không? Được không? Tú. Tôi ngồi đây đi. Cái đường đi bây giờ đi còn không được. Ngồi đây cũng ớn quá. Lỡ mà lãng quỵ thì sao ai? Thì đó cũng khỏi sợ nè, ba người mà giờ tách ra cũng nguy hiểm. Chỗ đó, cái chỗ đó đó. Ừ, ngay cái chỗ đó đó. Biết bao nhiêu lần nó bị đó mà. Tức quá trời, không có mãi bây giờ cả nhà. Không, bây giờ về đi. Mình sẽ để cái máy đây. Cho cả nhà xem coi nó có gì bị gì, cái mặt mà đổ lồn mà Tú. Mặc bị gì đó lộn bên vậy? Không biết đâu. Ôi, Phúc rồi Phúc ơi. Bị rác rác à. Nhả lấy cái áo rồi, anh lộn cái mặt đó đi. Hơi hôi nè. Rồi. Mặt có bị đỏ rồi. Đổ lộn bên đây nè, không biết bị gì, giống như bị cái gì hoào nè, thấy không? Đổ bị lộn bên vậy đó. Nguyên cái dấu ai vào vậy đó. Cả nhà. Mà nãy giờ đâu có ai bắt cộng mặt của Tú đâu. Nè, đỏ bên đây nè, đỏ bên đây dài xuống nè. Không có cảm giác không có gì chứ. Em định nó đi gần sau máy dùm cái. Nãy giờ em ra mai máy cái kiếm chết là sợ. Nó đổ lên mặt luôn rồi có lần. Đổ nguyên một cái giống như cái bàn tay trên mặt vậy đó. Ai tái mùi trời. Ừ. Biết cái này. Mệt thiệt cả. Nếu mà sự những vong hồn ở đây linh thiêng cũng như là cô người phụ nữ đã hiện diện ở đây miễn không á, nã nguyên miễn lớn á. Ờ. Thì đó ra ngoài bây giờ nè, giờ tính hàng đây, tôi đi ngoài tao đốt đi nhang. Ba cái nhà thử đi. Mình cho không cần di chuyển nhiều, chỉ cần để cho họ hiện lên thôi, để cho cái nhà thấy thôi. Được không? Bây giờ sao? Giờ ông đi ngoài mình nó mới đây hả? Sao làm sao? Nó cầm máy theo. Tao đi, đi mình ở đây đi. Đưa cái mấy cái nhang rồi tao đi vô anh nha. Ủa nãy tao bảo nó tính nhang, gặp Phúc bỏ nhang, xưa lấy nhang đó.
Ủa? Thấy đường không? Ừ. Trời. Trời. Trời trời. Không, không, không.